Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tại sao lũ lụt của Trung Quốc phá kỷ lục? Trịnh Châu thủ phủ tỉnh Hà Nam và hàng chục thành phố khác của Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa cực lớn trong những ngày gần đây, gây ra lũ lụt hệ thống tàu điện ngầm, đập hoặc vỡ hồ chứa và sông, sạt lở đất và sập nhà ở, dẫn đến thương vong và tài sản nghiêm trọng hư hại. Một báo cáo phân tích của AFP từ Bắc Kinh chỉ ra rằng chính phủ Trung Quốc từng khoe rằng hệ thống đập lớn nhỏ của họ có thể chống chọi với lũ lụt hàng năm. Nhưng những năm gần đây, mưa lũ lớn vẫn khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà sụp đổ. Để hiểu tại sao Trung Quốc vẫn bị ngập lụt hàng năm, AFP đã hỏi và trả lời 5 câu hỏi sau. Đập có hoạt động không? Từ thời cổ đại, Trung Quốc đã dựa vào các con đập bờ bao và hồ chứa để kiểm soát dòng chảy của nước. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đập và hồ chứa trên sông Dương Tử đã chặn khoảng 30 tỷ mét khối nước lũ vào năm ngoái, giúp giảm bớt lũ lụt ở các khu vực hạ lưu, bao gồm cả Thượng Hải. Nhưng cơ chế quản lý đường thủy rộng lớn của Trung Quốc không đủ để quản lý tất cả lũ lụt và có nhiều câu hỏi về việc liệu các con đập được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước có thể tiếp tục chịu được lũ lụt hay không. Vào tối ngày thứ ba, quân đội Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng đập Yehetan ở tỉnh Hà Nam có thể bị sập bất cứ lúc nào dưới tác động của lượng mưa lớn kỷ lục. Sau đó, các chiến sĩ cho nổ đập để xả nước lũ, đồng thời dùng bao cát để gia cố bảo vệ mái ta luy ven biển khác. Năm ngoái, chính quyền tỉnh An Huy miền Đông Trung Quốc đã buộc phải cho nổ hai con đập trên sông Chu để xả lượng nước từ sông tràn vào đất trồng trọt. Và những lo lắng về chất lượng cấu trúc của đập Tam Hiệp, công trình thủy lợi lớn nhất thế giới, xuất hiện theo thời gian. Ba con đập được xây dựng trên một phần của thượng nguồn sông Dương Tử, nơi dày đặc các đứt gãy địa chấn. Những tác động của biến đổi khí hậu, gánh nặng đối với các con đập của Trung Quốc sẽ tăng lên do thời tiết khắc nghiệt ngày càng phổ biến do hậu quả của biến đổi khí hậu. Khi bầu khí quyển của trái đất ấm lên, nó sẽ chứa nhiều hơi nước hơn. Điều này sẽ khiến lượng mưa lớn trở nên dữ dội hơn. Benjamin Horton, giám đốc Viện Quan sát Trái đất ở Singapore, nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn. Năm ngoái, 53 con sông ở Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc và các nhà chức trách đã cảnh báo đập Tam Hiệp đang đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi nó mở cửa vào năm 2003. Các quan chức Trung Quốc cho biết tại Trịnh Châu, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, lượng mưa kéo dài 3 ngày trong một năm. Li Shu, cố vấn cấp cao về chính sách toàn cầu của Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á, nói với AFP rằng lũ lụt là lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng biến đổi khí hậu đã ở đây. Thành phố bờ biển sẽ giúp đỡ. Sự phát triển nhanh chóng và đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc cũng đã làm trầm trọng thêm các thảm họa do lũ lụt gây ra. Sự mở rộng của các thành phố dẫn đến ngày càng nhiều đất được bao phủ bởi bê tông không thấm được. Điều này làm trầm trọng thêm sự tích tụ nhanh chóng của nước trên sàn bê tông khi trời mưa và đơn giản là không có nơi nào để nước chảy ra. Ông Houghton của Singapore cũng nói thêm rằng một số hồ lớn của Trung Quốc đã bị thu hẹp đáng kể. Một trong những biện pháp mà chính phủ đã áp dụng là chương trình thành phố bờ biển bắt đầu từ năm 2014, kế hoạch tìm cách thay thế bê tông không thấm trên nền đô thị bằng vật liệu vi sinh, xây dựng vỉa hè dễ thấm, nhiều không gian xanh, khu vực cống rãnh và hồ chứa nước để ngăn nước tích tụ trên mặt đất. Cecilia Tropatada, một nhà nghiên cứu chính sách về nước tại Đại học Quốc gia Singapore, nói với AFP rằng mục đích là để nước mưa chảy vào cống rãnh hoặc không gian xanh để nó ảnh hưởng ít hơn đến những nơi có các công trình hiện hữu. Ai là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt? Nhưng các thành phố bờ biển không mang lại lợi ích gì cho cộng đồng nông thôn ở hạ lưu xả lũ, nơi mà nhà cửa và đất canh tác của họ sẽ bị thiệt hại nặng nề, Li Shu của Greenpeace cho biết. Trong khi cư dân của các siêu đô thị ở Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng bởi mực nước dâng, thì nhiều vùng nông thôn hẻo lánh dọc theo sông Dương Tử lại đang ở tuyến đầu của lũ lụt. Li Shu của Greenpeace cho biết, toàn bộ các ngôi làng thường bị ngập trong nước lũ sau khi sơ tán để bảo vệ thành phố dày đặc. Ở các vùng nông thôn xung quanh Trịnh Châu, khoảng 20.000 hecta đất nông nghiệp và hoa màu trên đồng ruộng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 11 triệu đô la Mỹ, Tân Hoa Xã đưa tin. Những gì người khác có thể được thực hiện. Trung Quốc đã giảm thiệt hại do lũ lụt bằng cách tăng cường quan sát lũ lụt và sơ tán cư dân sớm. Ngoài công nghệ giám sát thời tiết thông thường, thành phố An Khánh ở tỉnh An Huy còn sử dụng kính thực tế ảo
kết nối với camera giám sát nước sông để truyền hình ảnh tới các thanh tra thông qua mạng 5G, theo Tân Hoa Xã. Năm ngoái, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc lưu ý rằng số người thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt mùa hè đã giảm xuống còn 219 người trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 và mùa hè năm ngoái, giảm hơn một nửa so với mức trung bình trong 5 năm qua. Tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế đã tăng 15% lên 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương 26 tỷ đô la Mỹ. Thuộc Takada, thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết, việc ngăn chặn lũ lụt cũng đòi hỏi hành động toàn cầu đối với biến đổi khí hậu. Bà nói với AFP, trong khi các quốc gia riêng lẻ được chuẩn bị tốt hơn thì toàn thế giới lại ít chuẩn bị hơn. Bản ghi cảnh báo lũ lụt lớn, trận lụt Yamao. Theo ghi chép lịch sử, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1915, năm thứ tư của Trung Hoa Dân Quốc, một trận lụt thảm khốc đã xảy ra một lần trong 200 năm ở lưu vực sông Châu Giang, là trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận ở lưu vực sông Châu Giang. Ngoài lưu vực sông Châu Giang, các sông Han Giang, Min Giang, Gan Giang và Sinh Giang liền kề cũng đồng thời trải qua lũ lớn hoặc lũ cực đoan. Vì năm đó là năm Nghiêu theo âm lịch, nên trong lịch sử nó được gọi là trận lụt Nghiêu. Quảng Đông là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lụt này. Theo ghi chép lịch sử, ngoại trừ một vài công trình kè ở hạ lưu hệ thống sông Châu Giang và vùng Châu Thổ, hầu như tất cả các công trình kè đều bị sụp đổ. Bên Giang, Xiaowei và Yongfengwei lần lượt sụp đổ, lũ từ sông Tây và sông Bắc đổ thẳng vào Quảng Châu. Quảng Châu ngay lập tức bị nhấn chìm. Các quận bị ảnh hưởng bao gồm Lixian, Yangshan, Weiyan, Qingguan, Foyang, Jingde, Chiyui, Longchuan, Heiyuan, Bolu, Wuyang, Dangchuan, Longmen, Yangcheng, Nanhai, Sanhui, Deqing, Gaoyao, Xinjing, Xinji, Maoning, Wuchan. Hàng trăm người tị nạn ở thị trấn Phật Sơn đang ngủ ở Ganding, thiếu thức ăn và chờ được giúp đỡ. Trận lụt khiến thành phố Quảng Châu bị nhấn chìm trong 7 ngày 7 đêm. Trong khoảng thời gian này, tại thành phố Quảng Châu lại xảy ra một vụ hỏa hoạn khác, khiến người dân thành phố Quảng Châu phải hứng chịu thảm họa do nước và lửa. Theo những kỷ vật ngàn năm Quảng Châu, vào ngày 13 tháng 7 năm 1915, các thương nhân và cư dân của 13 ngân hàng đã tránh nước và sống trên lầu. Do bất cẩn trong bữa ăn trưa đã xảy ra hỏa hoạn. Nó bị thiêu rụi, bình xăng bùng nổ, ngọn lửa chảy theo dầu vào khu vực thiên tai dần dần mở rộng. Đồng thời do đường sâu vài mét nên rất khó cứu nạn. Ngày 14, hơn 2.000 cửa hàng bị đốt cháy. Nó đốt cháy 25 con đường ở phía bắc thành phố rồi thiêu rụi từ dãy thuyền gỗ dày đặc trên sông sang bên kia Hà Nam gây ra thảm họa. Ca dao có câu hỏa hoạn thật bi thảm, Hà Bắc qua Hà Nam. Theo thống kê của Sở Cảnh sát tỉnh, hơn 10.000 người bị chết cháy và khoảng 2.800 cửa hàng bị thiêu rụi. Trận lũ Yamao đã gây ra thiệt hại chưa từng có cho tỉnh ta, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Theo thống kê, trận lũ đã nhấn chìm tổng cộng 432.000 ha đất canh tác, ảnh hưởng đến 3,78 triệu người trong tỉnh và hơn 100.000 người đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 884.500 tấn gạo bị mất mùa. Chỉ riêng ở Quảng Châu, theo diện tích ngập lụt, diện tích đất trồng trọt bị ngập là không dưới 1,8 triệu mét khối và dân số bị ảnh hưởng là hơn 1,5 triệu người. Nguyên nhân của trận lụt Yamao, hệ thống thời tiết gây ra trận mưa lớn này chủ yếu là mặt trận đứng yên và dạnh áp thấp. Hệ thống thời tiết này có ảnh hưởng nhất định đến lượng mưa trước đó. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm đó ở miền Nam nước tôi đã xảy ra một đợt mưa lớn xối xả. Theo dữ liệu bão từ Đài quan sát Hoàng gia Hồng Kông năm 1884 đến năm 1970, vào ngày 27 tháng 6 năm 1915, một xoáy thuận nhiệt đới đã được tạo ra gần quần đảo Trung Sa ở Biển Đông và vào 29 tháng 6 ở Huy Đông đổ bộ ở Sơn Vĩ. Theo tư liệu lịch sử thảm họa thiên nhiên Quảng Đông, Bao Yan đã ghi lại thảm họa vào ngày 29 tháng 6, cơn bão đổ bộ và mưa bão làm hư hại mùa màng. Và Đài Sơn cũng ghi lại tháng 6, Chi Si, bão lụt làm hư hại mùa màng, thảm họa. Cơn bão có thể ảnh hưởng đến lượng mưa trước đó. Mưa lớn gây lũ lớn hoặc lũ cực lớn đồng thời trên các sông Đông, Tây và Bắc của tỉnh ta. Lũ ba sông gần như xuất hiện đồng thời ở vùng đồng bằng. Trùng với chiều cường trên ngày đầu tháng 6, chiều cường dâng lên đỉnh biển, lũ không còn nơi nào để trút, khiến kè bị sập và mất khả năng nước. Ngoài ra, Trung Quốc đang trong thời kỳ hỗn loạn, tham nhũng chính trị, thảm họa quân sự, cướp bóc tràn lan, kinh tế xã hội chỉ trệ. Cát cứ lộn xộn, khả năng phòng chống thiên tai thấp,
bất lực, không có cách nào để ngăn chặn hiệu quả trận lũ thảm khốc này. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe để nhận được những thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.